Xin chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay bên shop Nguyễn Điểm sẽ giới thiệu đến các chị em một cái mẫu đồ bộ mặc ở nhà nha mấy chị. Mẫu này á, là mặc rất là thoải mái luôn nha, mát mẻ và rất là thoải mái luôn nha. Mẫu này có từ size là 45kg tới 80kg mặc vừa dùm em nha. Mẫu là cổ tròn nha mấy chị, cổ tròn viền vải cùng màu với nó luôn ha. Nè, cái này là cổ tròn, cái này là cổ tròn sát nách dùm em nha. Ở trước em có may một cái nơ nhỏ xíu luôn nha. Nè, quần là quần đùi dùm em nha mấy chị. Quần đùi này em may hàng hơi dài hơn cái quần đùi bình thường một chút xíu nha, cho nên chị em mình mặc ở nhà rất là thoải mái, rất là mát mẻ luôn nha. Cái hàng này là em đi đơn từ 3 bộ trở lên nha, 3 bộ là 100k, tiền ship là 30k dùm em một đơn nha mấy chị. Tại vì á là cái hàng này bán giá rẻ cho nên là không có lời bao nhiêu, tại vì á hàng bên em tặng xưởng cho nên em bán cho mấy chị bằng với giá sỉ luôn, cho nên nó là không miễn ship dùm em. Tiền ship là 30k một đơn, đi đơn từ 3 bộ nha mấy chị. 3 bộ là 100k, 6 bộ là 200, 9 bộ là 330.000 tiền ship dùm cho em luôn nha. Mấy chị khi mà mua hàng thì mấy chị chọn ngẫu nhiên hoa văn sáng hoặc tối dùm em nha mấy chị. Tại vì bên shop của em được in những cái hoa văn mới nhất và những cái màu đẹp nhất, cho nên chị em mình mua hàng an tâm, không có sợ hàng tồn, hàng qua mẫu nha. Rồi tiếp theo em sẽ quay những cái hoa văn bên shop của em có hàng cho mấy chị em mình xem tham khảo để mình biết mua vô những cái hoa văn nào nha mấy chị. Nè, rồi cái này là size số 1 nè mấy chị. Size số 1 là em 50kg mặc rộng rãi thoải mái luôn nha. Hàng này có từ 45kg tới 80kg mặc vừa nha mấy chị. Cái này là cổ tròn bình thường thôi nha. Mẫu thì có cùng một mẫu thôi nhưng mà có rất là nhiều màu khác nhau nha, có rất là nhiều bông khác nhau. Mấy chị mua hàng thì chọn tông sáng hoặc là tông tối giùm em nha. Đây là 3 bộ là 100k nha mấy chị. 3 bộ là 100k, 30k tiền ship giùm em nha. 3 bộ này là chỉ có 100k, từ xây từ 45 tới 80kg mặc vừa luôn giùm em nha mấy chị. Mấy chị mua hàng thì mấy chị có thể chọn tông sáng hoặc là tông tối giùm em nha. Có rất là nhiều bông, rất là nhiều màu, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang nha mấy chị nè. Đi đơn từ 3 bộ nha, 3 bộ là 130k luôn tiền ship nha mấy chị. Tiền ship là 30k một đơn dùm em nha. Mấy chị mua 3 bộ, 6 bộ, 9 bộ thì vẫn là 30k tiền ship dùm em, không miễn ship nha mấy chị. Những cái hoa văn bên shop của em là được chọn những hoa văn mới nhất và những cái màu đẹp nhất nha, cho nên mấy chị em mình mua hàng là an tâm, mình chỉ chọn ngẫu nhiên thôi, hoa văn sáng hoặc là tối dùm em nha. Có rất là nhiều hoa văn luôn nè mấy chị, có xây từ 45kg tới 80kg mặc vừa dùm em nha. Quá chí nhiều luôn mà, quay hoài quay không hết luôn á. Cái này là em bán cho mấy chị á, bán lẻ bằng với giá sỉ cho nên giá nó rẻ nhưng mà form đồ rất là bự luôn. Thay vì em đi sỉ là em chỉ sỉ một lần, một là số lượng nhiều, còn cái này chiết ra bán lẻ cho mấy chị thì mấy chị cũng thông cảm dùm em là chỉ chọn tông sáng hoặc là tông tối thôi nha. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị cứ bấm đăng ký kênh và bật vào cái quả chuông thông báo giùm em nha, để mình nhận được những cái video sớm giúp mình mua hàng không có bị hết hàng á mấy chị. Có nhiều chị em mình không biết đó, mình xem những cái video cũ thì hết hàng. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị xem những cái video gần ở trên giùm em nha. Những cái video em có để ngày đó, những ngày gần nhất cho mấy chị nè. Tất cả còn đủ size, đủ số và đủ màu, cho nên chị em mình mua hàng đó là có đủ hết. Từ size số 1 tới size số 3 là tầm 50kg tới 80kg mặc vừa. Mấy cái bộ này mặc ở nhà là bao thoải mái luôn nè mấy chị. Khách sỉ khách lẻ thì bên hàng nhà em có sẵn nha. Khách sỉ thì lên đơn thì mình có hàng sẵn luôn, mình gửi hàng bên em á là bán hàng may sẵn rồi bán nha, em không có nhận đặt may theo yêu cầu nha mấy chị. Áo này là xe biên nha, nè mình cuốn biên chứ mình không có la me mai á mấy chị nè. Cái này á là bao nhiêu đây nhưng mà chưa hết bông nữa, em quay sơ lược cho mấy cô chị coi cho nó nhanh nha. Nè, bông nào cũng đẹp hết trơn.
Nè. Cho nên đó là mấy chị em mình mua hàng lên thì mấy chị lấy ngẫu nhiên tông sáng hoặc là tông tối giùm em nha. Đi đơn từ 3 bộ là 100k, 6 bộ là 200, 9 bộ là 300, tiền ship là 30k một đơn giùm em nha. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì bấm vào đăng ký kênh và bật vào cái quả chuông thông báo giùm em nha. Rồi video đến đây em xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video.